Mày có chị dân tiên, cô dân tiên mày bên Mỹ nè, giàu lắm đó, mà ở một mình độc thân vui tính, chủ của đó là một cái công ty mà gọi là luật sư gì đó, tiền nhiều lắm, nhờ đi, nhờ chị dân tiên đó trả cho tao đi. Trời, cô dân tiên mày dư nhiều tiền lắm, dư giả dữ lắm, nhờ đi mai mốt lên lấy được tài sản, lấy được miếng đất bán ngàn tỷ mặc sức mà bù lỗ trả lại. Mượn đi, trả đi cho nó đẹp, trả tao đi, biết đâu chừng tao biến luôn khỏi cộng đồng mạng, tao không nói nữa. Mượn đi, trời đất ơi, trời ơi, trả đi. Chị dân tiên mày giàu lắm, cô dân tiên mày giàu lắm, nhờ cô dân tiên trả giùm ở Mỹ này, gieo qua cho nó dễ, 20 triệu bên cậu bảy, rồi cộng đi 20 triệu nhiêu tiền với 1.500.000 cộng lại, trả đi. Trời đất ơi, trả đi, tao không có nói nữa đâu, để tao đem tiền đó tao đi mua đồ thức ăn cho động vật không đó. Bây giờ là đi làm từ thiện cho mấy cô con, chứ con người ăn giờ nó phản quá, con người giờ ăn nó phản quá, nó không biết điều, nó có miệng như câm, có mắt như mù, có lỗ tai như nó điếc, chứ nó không có xứng đáng. Thằng đang ở đâu? Nó ở trên Đồng Nai đó. Ừ, tao nói cho tụi mày biết, đem tiền trả tao đi, sống như gì đó hèn hạ đê tiện dơ bẩn. Nói à, người ta cho tiền mày, mắc mớ gì mày phải trình báo với tao? Nhưng cái người cho tiền mày là cái người tao kêu giúp đỡ, cái người cho tiền mày là cái người tao nhờ kêu về giúp đỡ cho mày. Mày có nghe chị Lisa nói không? Bà nói bà không có, bà nghe cái giọng mày, bà nói bà không có ưa. Nhưng tao nói mày á, tao đi hả, vợ bỏ cần nuôi 2 đứa con, thì cho nên bà mới về giúp đỡ cho mày. Và tao là cái người nói chị cho kẹo quà đó, rồi chị có cho gì nữa không? Thì bởi vì từ cái chỗ đó tao nghĩ mày thật thà thật tình, thì sau khi mày nhận đồ của bả thì tao hỏi bả cho mày cái gì nữa không, để cho tao happy giùm cho mày, tao vui giùm cho mày. Nhưng tao đâu có chia tiền với mày đâu, thà mày nói không, còn mày nói đã có cho mà cho có 1 triệu là mày đang nói dối tao, và mày nói không đúng sự thật, mày không tôn trọng cái người cho tiền mày, mày không tôn trọng cái người cầm tiền cho mày, mà mày cũng không tôn trọng tao. Có một cái chuyện đơn giản nhỏ xíu nó không gì ở trong mày còn dốc láo xạo, thì còn những cái chuyện khác thì mày còn dốc láo cỡ nào, mày còn xạo cỡ nào nữa, mày còn hai mặt cỡ nào nữa. Phải những người khác ai cho kệ, tao không quan tâm ha, nhưng cái đây là một người bạn của tao, và tao ngỏ ý cho bả để bả cho mày, cho nên tao muốn hết mày happy, cho nên là tao mới hỏi bả là chị có cho gì nữa không, hồi đi gặp nó chị có cho gì nữa không. Thì sau khi mày gọi cho tao, mày nhận đồ bả rồi, thì tao hỏi mày là bả có cho em gì nữa không, thêm gì không, mày nói có 1 triệu, có nghĩa là mày giấu đi cái phần bả cho mày, mày không muốn khai thật với tao để mày lấy được cái tình thương tao, để cho tao có cơ hội tao cho mày thêm hay sao, hay là tao đi ăn xin giùm thêm cho mày, rồi mày giấu là mày không tôn trọng, mày nói không đúng sự thật là mày không tôn trọng cái người cho mày, và thậm chí mày cũng không tôn trọng tao luôn. Mà không hiểu lý do tại sao
mà bên Nhật không hiểu lý do tại sao nó lại phải giấu mình. Cái chuyện nó không có gì gọi là quan trọng, nhưng ở đây cái sự thành thật của nó với mình nó không có, và nó không có cái sự tôn trọng cái người mà họ đem của, đem tiền, đem quà cho nó, cũng giống như nó không tôn trọng những gì tôi tặng cho nó, có cho nó. Một con người sống không biết thân phận của mình, khôn cũng chết, dại cũng chết, biết điều mà sống. Mà cái loại không biết điều như vậy, dù cho có sống ở đâu, chui vào đâu, đời nó cũng không bao giờ ngóc đầu lên nổi, cũng lụng bại có rồi mất, chưa biết đi nữa là bắt đầu chạy rồi. Nó nghĩ là bây giờ nó có được một cái kênh YouTube, nó đào ra được tiền, và có bên Hồng Phượng á, nghe nó nói những kẻ u mê ngu dốt kia chạy theo nó, thì có nghĩa là nó nghĩ là nó sẽ ngon lành cành đạo và được sự ủng hộ của nhiều con ở bên kia cho tiền nó gặp chị này chị nọ. Nếu lỡ bữa nào không có tiền xài thì rủ chị ơi đi khách sạn với em, thì vô trong đó một cái thì đi ra là em có tiền xài. Bây giờ giống như bây giờ nó đi bắt khách dần dần rồi đó, đi tạo mối quan hệ giao lưu để sau này làm chay. Em thấy không, Việt Nam em nhớ không, một cái bóp không đáng giá bao nhiêu, đi đánh cháo một cái bóp, tham, nổi lòng tham. Rồi bây giờ nó quay lại nó nói sao biết không em, nó nói là chị kết hợp với bà chị Ly Xà đó, người cho tiền nó giấu đó, để chê nó, gài nó làm giữa nó là một cái nhân vật á quan trọng, con của tổng thống gì, Donald Trump hay là một cái người gì mà ghê gớm của xã hội, gài nó lợi dụng. Còn có nhiều đi vô bình luận chống Trang đó là sao biết không, tôi á muốn nó uống nó theo cái cách nói của tôi muốn phục tùng nó, tôi muốn điều khiển nó, tôi muốn nó nói theo ý tôi muốn giống như là điều khiển nó làm theo này nọ. Ủa, ở những cái like trước nói tốt cho tao, không bao giờ, chưa bao giờ tao kêu mày làm bất cứ chuyện gì hồi xưa tới giờ đó, tao điều khiển mày làm cái gì, tao xúi mày nói cái gì, mày chụp hình bỏ lên để tần độn ngu si bên mày nó coi đi, mày chụp bỏ lên đi, những gì tao muốn điều khiển mày, xúi giục mày, lợi dụng mày, kêu mày nói uống mày đó, mày chụp mày bỏ lên cho cái đó, mày cho nó coi đi. Muốn đàn bà đàn ông mà suốt ngày chửi đàn bà xài không được, tại bà tin nó năn nỉ tao giúp nó kêu tao á giúp nó, mày hiểu không, lên like cho nó được kiếm tiền ăn, nó đem con nó ra để lấy lòng thương hại của tao. Rồi nó nói nó có quan hệ với ông Quốc Võ đó, nó đem ông Quốc Võ ra, nó biết ông Quốc Võ độ này nọ cái kia, thì tao nghĩ á giúp cái chuyện đó nó không có cái gì mà ghê gớm hết, giúp được cho người ta thì cứ giúp, nhưng tao đâu có nghĩ là nó điếm thối rồi nó nghe lời mấy con kia cho tiền nó, mà mấy cái con hạng kia nó ghét tao là tại vì tao không tiếp tục bên Hồng Phượng nữa, bảo vệ Hồng Phượng nữa,